Đoạn video ghi lại cảnh xe buýt số 18 vượt ẩu trên địa bàn quận 3 thành phố Hồ Chí Minh được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến nhiều người dùng mạng xã hội bức xúc khi xem qua đoạn video này. Liên quan đến vụ việc này, ngày 25 tháng 3 năm 2024, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên xác nhận, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 tại thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế 62 tuổi lái xe buýt số hiệu 18 thuộc hợp tác xã 19 tháng 5. Theo nguồn tin, tài xế đã đến làm việc với đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 theo thư mời gửi đến hợp tác xã 19 tháng 5, trụ sở tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế lái xe buýt số 18 chạy tuyến Bến Thành đi chợ Hiệp Thành, biển số 51B05674 lúc 17 giờ 37 phút ngày 21 tháng 3 đã có hành vi lấn làn, dừng đón trả khách sai quy định gần ngã tư Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân thuộc phường Võ Thị Sáu, quận 3. Qua làm việc, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế hai lỗi gồm đi không đúng phần đường quy định, phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định, phạt 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Tổng số tiền phạt đối với tài xế là 6,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Sau 5 ngày lập biên bản, lực lượng chức năng sẽ ra quyết định xử phạt với nam tài xế. Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 23 tháng 3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe buýt số 18 chạy tuyến Bến Thành đi chợ Hiệp Thành, biển số 51B05674 vượt ẩu. Qua xác minh, vụ việc xảy ra chiều 21 tháng 3 tại ngã tư Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân, thuộc phường Võ Thị Sáu, quận 3. Chiếc xe buýt này lưu thông trên đường Hai Bà Trưng, hướng từ đường Nguyễn Đình Chiểu về đường Nguyễn Thị Minh Khai. Khi đến ngã tư Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân, quận 3, thì xe buýt bất ngờ lấn làn, vượt ẩu giữa giao lộ đông nghịch phương tiện. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin, xác minh và gửi thư mời đến hợp tác xã 19 tháng 5 phối hợp xử lý tài xế xe buýt vi phạm.